đồ này nhiều chức năng nha. Nó đẹp lắm. Sao nồi đang đẹp lắm. Cái này chắc phải đợi 2012-13 rồi nhỉ. Con xem ở nhà xem đâu. Con xem ở nhà. Lúc lên xem hoạt động nhưng mà đông người quá. Mình không có vé ốc vào được. Nó bảo số máy nó bảo có màn hình để ngoài nhưng mà không thấy. Không thấy à? Lúc lên lúc tầm 6 giờ 30 đấy. Và xem cổ mất 30.000 tiền gửi xe. Ừ, người trẻ là 30.000. Cái nồi này là cái công ty nằm sản xuất ở bên dưới rồi không? Khỏi 11, 12 gì rồi. Năm 2011 áp suất cao tần AI. Con ngồi đẹp, chắc là con này đẹp.